xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh giá hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật giá hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù giá heo hơi trong những ngày gần đây khá tốt, nhất là các tỉnh ở khu vực phía nam nhưng nhu cầu tiêu thụ thịt heo sau tích nguyên đán đang ở mức thấp và được dự báo sẽ tiếp tục ở mức đi ngang cho hết tháng riêng này. Do vậy, giá heo hơi trong những ngày tới có khả năng sẽ không tăng, nhất là trong bối cảnh thị trường heo hơi Trung Quốc giảm liên tục trong những ngày qua. Và hiện nay, giá heo hơi của Trung Quốc đã giảm xuống mức 47 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg thấp hơn nhiều so với giá heo hơi của Việt Nam. Vì vậy, giá heo hơi trong nước nhất là các tỉnh ở thị trường miền Bắc giáp với Trung Quốc sẽ chịu áp lực không nhỏ với xu hướng này. Ghi nhận trong ngày hôm nay đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, đa phần các địa phương đang dao động trong khung giá từ 52 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu đồng bằng Bắc Bộ trước kia có mức giá cao thì trong ngày hôm nay cũng phổ biến dao động từ 53 cho đến 57.000 đồng như cuộc Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên hay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cục Thái Nguyên, Phú Thọ hay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi về giá. Một số địa phương ở khu phía Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên hay đối với khu Xuân La có mức giá giao động từ 54 cho đến 57.000 đồng. Còn đối với khu Đông Bắc có mức giá từ 52 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn, Cao Bằng hay khu vực Hà Giang phổ biến mức giá 53 cho đến 55 000 đồng. Riêng có tỉnh Quảng Ninh là duy trì mức giá cao, phổ biến 55 cho đến 57 000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Giá heo hơi tại các tỉnh ở thị trường miền Nam không tăng thêm nhưng vẫn duy trì mức giá cao. Nhiều địa phương trong ngày hôm nay báo giá từ 55 cho đến 57 000 đồng, nhất là các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Thậm chí trong ngày hôm nay, cả thị trường miền Tây đã trải rác có mức giá 58 000 đồng trên 1 kg. Mức giá này cũng không phổ biến nhiều bởi đã tăng từ cách đây từ 2 cho đến 3 ngày trước đó và hôm nay xu hướng đã chứng lại. Có thể kể đến một số địa phương có mức giá cao ở cục phía Nam như khu vực Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hay cục Bình Phước phổ biến từ 54 cho đến 57.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá tại thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai như khu vực Vĩnh Cửu heo đẹp có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây như khu vực Bến Tre, Hậu Giang có mức giá dao động từ 54 cho đến 57.000 đồng. Trà Vinh, Sóc Trăng hay khu vực Cần Thơ, An Giang phổ biến giao quanh từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang từ 53 cho đến 55.000 đồng và nhiều địa phương khác nữa cũng có mức giá tương tự. Khu vực Tây Nguyên cũng không có nhiều sự biến động, mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg phổ biến ở các tỉnh thuộc khu vực này phải kể đến các địa phương như Lâm Đồng, Sa Lai, Con Tum hay Đắk Lắk đang dao động trong khung như vậy. Các tỉnh ở khung miền Trung cũng không có nhiều sự biến động, mức giá từ 50 cho đến 56.000 đồng là khung giá phổ biến ở cả khu vực Bắc Trung Bộ và thị trường Nam Trung Bộ. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, những đàn heo đẹp hoặc bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương có mức giá dao động từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg đa phần heo ở các trang trại chăn nuôi có mức phổ biến 53.000 đồng, có thể lên hoặc là có thể xuống một giá tùy thuộc vào chất lượng của heo. Khu Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng không có nhiều sự thay đổi. Bên cạnh đó, Quảng Nam, Đà Nẵng vẫn duy trì khung giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, nhiều địa phương như khu Bình Định, Phú Yên hay khu Khánh Hòa có mức giá dao động từ 51 cho đến 54.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Hiện nay, nhiều địa phương ở khu vực miền Trung cũng đang dục dịch tái đàn trở lại, thường khoảng thời gian sau Tết từ tháng 1 cho đến tháng 3 là thời điểm giao mùa. Đây cũng là thời điểm mà dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm phát triển mạnh. Ngoài việc ổn định nhanh chóng, lượng đàn, khôi phục đàn vật nuôi, thì việc tăng cường phòng chống dịch bệnh cũng là giải pháp bền vững trong ngành chăn nuôi ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung. Ghi nhận heo giống trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An hay khu vực Hà Tĩnh phổ biến giao động từ 800 cho đến 1,3 triệu đồng trên một con với biểu cân 7 cho đến 8 kg phụ thuộc vào heo hai bề hay heo siêu. Đây được đánh giá là mức không cao so với những đợt heo giống các năm. Heo giống một số địa phương ở cuộc đồng bằng Bắc Bộ như khu vực Thái Bình, Nam Định hay Hưng Yên, những đàn siêu ba máu có mức giá từ 1,3 cho đến 1,4 triệu đồng trên một con, áp siêu dao động từ 900 trên một con. Còn đối với các địa phương khác, các bạn có thể comment giá heo sống ở dưới bình luận để mọi người có thể tham khảo vào đàn. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá dao động từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như khu vực Ba Vì trong ngày hôm nay báo giá bình quân 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Phúc Thọ phối mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Hưng Yên có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Những đàn heo đẹp một số hộ chăn nuôi báo giá ở cục tiên lữ của tỉnh Hưng Yên có mức giá 56.000 đồng trên 1kg. Thái Bình phối mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Trên địa bàn Hải Dương trong ngày hôm nay cũng báo giá từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1kg. Nếu trước kia tỉnh Thái Bình và Hải Dương luôn duy trì mức giá cao thì hầu như mức giá 58.000 đồng không còn xuất hiện ở khu vực này nữa. Quảng Ninh phổ biến mức giá từ 54 cho đến 58.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức bình quân 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam 53 cho đến 55.000 đồng. Khu vực Thanh Liêm trong ngày hôm nay báo giá 54.000 đồng trên 1 kg. Nam Định bình quân từ 53 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Ý Yên trong ngày hôm nay, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, phổ biến mức giá từ 53 cho đến 56.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Vĩnh Tường 54.000 đồng, Tam Đảo 55.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Phú Thọ, tỉnh láng giềng của Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng phổ biến khung giá từ 53 cho đến 55.000 đồng. Thuộc Thành Sơn, Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ, những đàn heo đẹp bán mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên giao động từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay, địa phương này cũng có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Tuyền Quang phối mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng 53 cho đến 55.000 đồng. Lạng Sơn phối mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Chi Lăng của Lạng Sơn, một số hộ chăn nuôi báo giá 54.000 đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng, Yên Bái phổi mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Sơn La trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng, đặc biệt một số địa phương như cục Sóc Cộp và Sông Mã, nhiều nơi vẫn báo giá 54 cho đến 56.000 đồng, nhìn hơn so với các huyện khác. Lai Châu từ 54 cho đến 57.000 đồng, Điện Biên trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, trong khi đó đối với khu Bắc Cạn, phổ biến mức giá từ 53 cho đến 55.000 đồng. Hòa Bình trong ngày hôm nay có mức giá từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung ghi nhận Thanh Hóa phổ biến mức giá từ 51 cho đến 55.000 đồng, Nghệ An 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Đà Nẵng 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Trong khi đó Quảng Nam và Quảng Ngãi có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Bình Định 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu Phú Yên phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Khánh Hòa 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Đối với những đàn heo siêu áp siêu phối mức giá 53.000 đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận có mức giá dao động từ 53 cho đến 57.000 đồng. Một số địa phương ở khu Tây Nguyên như Lâm Đồng, Nam Ba cho đến 56.000 đồng. Các địa phương khác như Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắc và Đắk Nông có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực phía Nam, Kiên Giang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Khu Cà Mau có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp cũng phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó Cần Thơ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. An Giang trong ngày hôm nay báo giá cao nhất đạt 55 cho đến 56.000 đồng. Sóc Trăng 53 cho đến 56.000 đồng. Cốc Vĩnh Long với mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre dao động mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Trà Vinh với mức giá 55.000 đồng. Tiền Giang 56.000 đồng trên 1 kg. Long An trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá 55 cho đến 56.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ như khu Đồng Nai phối mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng dao động trong khung giá như vậy, đặc biệt là các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bình Phước 54 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Bình Dương trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng và thì Vũng Tàu 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Tây Ninh, phổ biến khung giá từ 53 cho đến 56.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.